bó vô. Rồi. Hai các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi sửa một cái bảng LED ma trận full color cách đêm tối. Ha các bạn, hôm nay ai rất là dài. Mà cái bo này á là cái bo chúng ta sử dụng, cái bo nó là BX6Q175 nhưng mà nạp hoài dữ liệu nó không vô. Người ta không nạp được, nó đem tới cho mình sửa. Mình nạp cũng không vô luôn, không biết là do nó tại sao nó không điền dữ liệu vô nữa. Bây giờ chúng ta mới nhập cái bo về nè. Bo chúng ta sẽ có hai loại bo. Bo này là WF4 là mạch wifi ha. Nhưng mà cái mạch wifi này thì nó cái độ phân giải nó không đẹp bằng cái mạch bo WF6275 này. Cũng mạch wifi luôn nhưng mà nó có cái cục wifi kết nối riêng đây này các bạn. Đẹp không? Đó. Bây giờ chúng ta chỉ cần nạp, gắn vô và nạp cái này, cái cục wifi này, cục full wifi á. Ok, rồi chúng ta đi vô nạp bo vô. Rồi chúng ta sẽ đi vô thay cái bo BX. BX nó sẽ chạy phần mềm LED show từ 2014 đến 2018. Còn cái thằng mà bo HD á, chạy card HD thì chúng ta sử dụng phần mềm HD. Bây giờ thì mình sử dụng HD nhiều chứ cũng ít cái xài cái phần BX của thằng LED show. LED show giờ nó lâu quá là ít xài. Cái HD nó hỗ trợ được nhiều cái chức năng hơn. Bo này có âm dương gì nha mấy bạn? Có chứ. Đấy, coi kiểm tra lại không. Khi mình câu điện á, cái bo mà mình câu chập, nếu mà mình đo câu ngược dây á, nó sẽ bị chập. Cái bo này không phải như bo vì LED rồi đâu, nó bị lỗi đó là nó sẽ bị chập một cái mạch nào đó là nó chạy nó không đúng nhiều lắm. Nó vẫn sáng nhưng mà nó không, cái hiệu ứng nó bị lỗi. Rồi kiểm tra lại trước khi mình lắp vô. Không, sao á, kiểm tra sao mặt sao. Rồi nè, âm dương nè, đúng rồi nè. Đây. Đây là cái bo này. Chỗ mà V cộng á là chúng ta tính là cộng 5V á là cộng. Còn ND là trừ, đó. Chúng ta sẽ có cấp điện giống vậy ha. Là nó sẽ đúng. Còn nếu mà các bạn đảo ngược cực á là nó bị sai điện, nó bị chập. Đây có cái này nó có 5 cộng, nó chiều cao của nó. Cái bo này là chiều cao 5 cộng này. 28. Rồi bây giờ mình dẫn cái cục wifi vô. Nóng lột. Cái này nó kết nối bằng wifi nên chúng ta sử dụng wifi. Nó chui nó. Chui wifi này. Đây nè. Đi wifi á. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gắn cái dây wifi vô để cho nó nhận wifi. Bộ nhìn sang vô. Xin à. Rồi. Cấp điện dây điện rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi cấp dây điện cho để thử test coi cái bo mới thì như thế nào. Chúng ta sẽ gắn này, cổng số 1 này. Các bạn cộng cổng trên cùng BX1. Đây. 75 này, 75 x 1 x 2 x 3 4 cộng 5 cộng ha. Rồi, cứ gắn đi. Đây rồi đó. Rồi. Rồi, sao có phần chân chưa vô ta? Chân chưa vô á. Nó phải chạy đều mới được. Khi mà chúng ta kết nối vô nó sẽ hiện ra vậy. Cái này bo mình chưa nạp chương trình. Bấm đi, bấm để nó ra màu hết đi. Chỉnh màu ra. Có cái nút bấm. Vậy là sai rồi, sai cổng hay gì rồi. Khi mà chúng ta muốn kiểm tra là chúng ta bấm là nó sáng hết, là tất cả là sáng một cùng một màu thì nó sẽ ra được. Thank you.
cho đài mà. Sao ta? Sao không đúng đây? Nó phải trùng màu ý chứ. Chúng ta chuyển từ một màu là nó sẽ vậy nè. Rồi chúng ta muốn kiểm tra đèn thì chúng ta bấm vô cái nút ở trên để nó đảo màu đó, sẽ chuyển qua màu khác. Cái này hình như nó chạy sao sao với ta, đáng lý là nó chạy vòng chỉ tới kêu cài chương trình là rồi. Hay, bây giờ chúng ta sẽ đi cài phần mềm HD 2018. Trước tiên chúng ta sẽ vô phần mềm, vô driver. Rồi các bạn sửa xuống phần mềm LED nè. Rồi phần mềm LED đây. Rồi đây cái phần HD 2018 nè, cái biểu tượng màu đỏ chữ HD đó. Rồi chúng ta escape, nạp dữ liệu chưa các bạn, cái net là nó chạy thôi. Đây có cái video Hùng đã đính kèm cái suột của 2018 vô rồi đó. Rồi bấm finish. Rồi chương trình đã khởi động lên, các bạn sẽ cho chọn vô nạp dữ liệu này. Rồi chọn setting ha, ngôn ngữ các bạn có thể chọn tiếng Việt. Đây ngôn ngữ các bạn chọn tiếng Việt cũng được, xài cho nó dễ. Rồi thiết lập cái thông số màn hình, tham số màn hình này là các bạn cài đặt tham số màn hình. Rồi mật khẩu của chúng ta, mật khẩu mặc định là tất cả các phần mềm LED là 368. Rồi các bạn ấn OK. Card của chúng ta là HD VK U6075. Mỗi card phần mềm nó sẽ hỗ trợ cho cái card nào thì chúng ta sẽ chọn đúng cái card đó nha. Đây card này wifi nè. Chiều ngang của card là 484 là 12 tấm, cao lên 48 là 3 tấm. Rồi no gray, chọn hệ màu là no gray à. Đây màu nè. Rồi cái tham số cái gọi là cấu hình á, cấu hình các bạn chọn C20 ha. Vô phần C20 á. Đây C20. Rồi. C20 P10. Bấm OK. Bấm OK để xác nhận lại. Rồi, cái chân 1 chúng ta sẽ đưa văn bản. Văn bản các bạn gõ dưới đây là ý. Yến Beauty B E U A T đó. Phải là U E hay là A E gì đây. Rồi bôi nó lên để chút kiểm tra màu. Màu các bạn cho màu đây nè. Rồi cái này hình như là EUUE phải không ta. Rồi đây là phông chữ nè các bạn, các bạn chọn kiểu chữ ha, kéo hết cái phông này ra ngoài cùng luôn. Rồi kéo cầm cái này nè, cầm con chuột ta kéo ra hết ngoài cùng luôn. Rồi cái chữ đây chúng ta sẽ canh vô giữa này. Rồi phông chữ các bạn chọn to lên, màu đen đó. Rồi biên giới các bạn chọn vô color này. Chọn nắp ha. Rồi chọn color bond.
rồi. Thì các bạn xem thôi. Trước khi xem các bạn chọn vô chế độ wifi. Chọn W75 này. Chọn connect. Mật khẩu là 868. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ok. Rồi khi nó connect vô các bạn là không có mạng nha, cái này không có mạng. Các bạn connect vô là nó sẽ dẫn tới cái bo của mình thôi. Các bạn chọn chọn vô cài đặt. Rồi chúng ta xem nè, chúng ta gửi nè, bấm vô gửi nè. Rồi bên kia nó sẽ chạy.